Xin chào mừng các bác, chào mừng các bác trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Này, ngày hôm nay lên ba kính cổ bọc vàng của Pháp và của Anh, của Mỹ. Của Mỹ thì là cây dây băng bọc vàng Orosman ba câu. Thì em sẽ lên là cuối. Trước tiên em sẽ lên mã số 1 là cái gì đã. Tất cả dòng kính cổ này thì em cũng chia sẻ nhanh thôi, thì trong quá trình hơn 20 năm em giới thiệu rất là nhiều rồi. Cái này là đúc Bollamy đòn gánh của Pháp xưa sang 40. Trước khi vào kênh thì bác nào mà chưa kênh em đăng ký kênh, một đỏ phản bên dưới video nó biểu tượng quả chuông ở góc bên này. Đấy, khi để mỗi khi lên kênh hệ thống nút sẽ gửi nhắn rất nhanh vì ngày nào ngày video. Và bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em xem kính cổ đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ, bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm. Em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1 đến 2 ngày, chậm là 3 đến 4 ngày. Cái kính này có cái cầu giữa, nó có cái chuyện vuông nhưng mà khá mờ. Nó có cái điểm nhấn là BVT này, và càng trái này còn nó là 20 phần nghìn. Mở quá. Những cái dòng này kiểu bằng laser thì ngày xưa ấy, nó khó nhìn lắm. Và nhưng không như bây giờ, đa phần là người ta bán CNC thì dễ nhìn hơn. Nên tỷ lệ 20 phần nghìn đây. Rất là khó nhìn luôn, chữ thì nhỏ. Vâng, đây là mã số 01 nhá, đúc Bollamy đòn gánh của Pháp xưa. Hàng thật thì bọc vàng sáng gương, hàng giả nhái những trẻ để có đêm 3 4 ngày. Cái kính này nó có cái điểm trừ của nó là cái vành bên dưới này nó có mấy cái điểm lấn cấn chút xíu thôi, vành bên phải. Trong này. Rất nó chấm kim nhưng mà. Bên ngoài thì tí bên ngoài này có 1 2 lốt thế thôi. Đấy, rất quay cận cảnh mà khó nhìn này, đây. Đấy, chỉ có 2 3 lốt được chấm kim rất nhỏ nhé. Chính vì thế giá rất là rẻ, đây là mã số 01 này, có giá rất êm ái nhé, là 6 triệu rưỡi, gọi là 6.500k, giá là 6 triệu rưỡi, gọi là 6.500k, mã số 01 này. Bây giờ em sẽ chuyển sang mã số 02. Mã số 02 là cái gì đây? Mã số 02 này, đây là cây Anga sống trâu size 140, tuy nhiên con này size 3 hay đo tương đương 45. Đấy, càng rất là dài, rất là thoải mái, đeo rất rộng nhá. Càng dài lắm, 40 nhưng mà nó thay bay thì rộng càng rất dài. Bác nào mà chắn cao vuông rộng sơn đỉnh mặt vuông chữ điền đeo rất là ok. Đấy, ăn ga sống châu size 140, size 3 sẽ đo tương đương 145 nhé. Hàng thật thì bọc vàng sáng gương, hàng giả nhái những trẻ để có đêm 3 4 ngày. Cái kính này thì cái ve này đã thay rồi, ve và cái nẹp đây, còn tất cả là nguyên zin hết nhé. Những cái dòng này kể cả mã số 01 các bác sau này mua về là thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị để được hết nhé. Thì đây là dòng mắt treo, đeo nó nhẹ nhàng thanh lịch và cũng tùy theo cái sở thích các bác thể thay mắt màu trắng, màu xanh, tùy ý thích. Và cầu giữa cây này là Anga 20 micron, càng phải cũng là Anga 20 micron. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Đây càng phải đây, Anga 20 micron, rất mới rất đẹp. Càng trái là frame Marie Eastling. Vâng, giá rất êm ái nhé, là 7 triệu đồng, gọi là 7.000k, đó là mã số 02. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm, nó có thương uy tín. Ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, em vào một số anh em chơi kính cổ đồ cổ là 2 năm, 3 năm. Ngay cả địa chỉ và số điện thoại song hành gắn liền trên tường ghi âm tường là hơn 2 năm. Duy nhất một địa chỉ, một số điện thoại cũng rất lâu, số điện thoại 10 số lâu năm. Thế là bác mua bán kính cổ đồ cổ hay quần áo hiệu phải lên lưu ý vấn đề như thế, kể cả Việt Nam hay nước ngoài như thế, bởi vì đây nhiều đối tượng là bán hàng rởm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, là chỉ có mỗi số điện thoại góc này góc kia, số điện thoại đây, xong inbox Zalo nhắn tin qua Zalo, inbox địa chỉ nhắn tin địa chỉ, như thế thì là mập mờ amateur vớ vẩn, lưu manh cao bao nhái phần cá và túi cơm. Bởi vì nếu khi người ta đã giấu địa chỉ không công khai, không minh bạch thì ắt nó có cái quẩn khúc đó, đa phần là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ngay cả một số đối tượng bán cái kính bọc vàng bằng đúc của Nhật nha, khi bán cái kính khác kèm theo như Anga, Amor, Lamy hay Meckler, Mavic thì đều là cái kính của Nhật sản xuất tái bản thập kỷ 92.000. Tại sao thế? Bởi vì là họ đi theo lô. Lô là gì? Đeo một lô kính bọc vàng hay vàng đúc của Nhật đó nhá, thì cái kính khác đi kèm theo họ, người bán ở bên kia họ sẽ gửi về theo một cái lô, một cái thùng hàng luôn. Đấy, chính vì thế là rất nhiều anh em không biết hàng của hàng Nhật thì nó sản xuất thì nó không thể là chuẩn đao 2, thì không bao giờ bằng là chuẩn đao nhất. Bên em bán là hàng chuẩn đao nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ. Đấy, chẳng hạn cái này là hàng Anh là chuẩn đao nhất, con mã số 1 là hàng Pháp cũng là chuẩn đao nhất.
Các bác biết là chuẩn áo nhất thì bao giờ sẽ đắt hơn so với hàng chuẩn áo 2. Đấy, các bác lưu ý kể cả bác có thể mua quần bò Levi's, Timberland, CK và Diesel, rất nhiều hãng quần áo khác của Mỹ gia công tại Mỹ. Nếu như cũng cùng hãng thế nhưng mà mua của Nhật sẽ rẻ hơn. Vì Nhật là cái người ta trả lương là đa phần nó một là trả theo ngày, theo tuần hoặc là theo tháng. Có nơi họ sẽ trả theo ngày, có nơi thì họ trả tuần, có nơi trả theo tháng, nó cũng tùy. Đa phần là chỉ trả theo, em thấy trả theo tháng là nhiều, theo theo tháng nhiều, nhưng Mỹ là họ tính theo giờ đấy, và họ đã tính từ công làm ra công theo giờ, cho nên rất là đắt. Với lại cái chi tiêu mức thu nhập của người Mỹ nó cao đấy, nên là nó rất là đắt đỏ. Nhưng mà cái các bác chơi hàng chuẩn năm một bất kỳ cái gì đấy thôi, kể cả các bác thấy được giá trị rất là lớn luôn, bởi vì nó độ bền rất là cao. Đấy, các bác nào mà đã chơi từng chơi quần bò Levi's rồi, các bác có thể thấy được là cũng như quần bò Levi's của Mỹ nó sẽ khác biệt với quần bò Levi's của Nhật thế nào. Đấy, hoặc là các em chỉ ví dụ mà bác chơi quần áo jacket M65 đi, quần đấy quần áo jacket M65 anh ví dụ thế thôi, thì khi các bác mua cũng là quần áo jacket của sản xuất tại Thái Lan đấy, nó khác biệt luôn này, khác biệt về giá, khác biệt chất lượng. Đấy, em chỉ ví dụ thôi, đấy là nó sản xuất nó chuẩn áo 2 thì chất lượng làm sao bằng được. Vâng, đây là mã số 02 nhé, em hạ xuống rồi chuyển sang mã số 03 để bác nắm bắt được và mua bán làm sao cho nó chuẩn chỉ, chứ không là nhiều đối tượng nó cứ giả danh rồi là bập vào là đứt cước ấy. Và đây là mã số 03, đây là dây băng Ultraman 3 cầu size 584, con này là càng chun nhá, là càng chun, nhưng mà cái này các bác không sợ đau tay bởi vì đây là cái càng chun này nó rất là mềm. Đấy, nó mềm đeo rất là ok. Đấy, cái bác nào cái, tức là dòng càng chun này tại sao lại một số bác cũng có vấn đề thắc mắc với em là tại sao người ta không làm cái càng thẳng mà sẽ làm càng chun. Càng chun là cái này hay dùng cho lính phi công hoặc là làm việc trên cao. Đấy, nó tránh, đây là mắt là xanh đen G15, làm việc trên cao thì nó sẽ không bị chói, nó sẽ không bị chói. Đấy, và cái càng chun này nó có lợi, thứ nhất là các bác có thể đi mô tô phân khối lớn, đi phượt hoặc đi đường trường đường dài thì là nó sẽ đỗ chân mặt, vì đi đường trường đường dài ấy, thì là có thể là lúc gặp phải trời mưa to gió lớn thì vẫn ok được, hoặc là nếu mà không mưa nhưng mà gió to thì nó sẽ không bị xô lệch về kính hoặc là nghiêng. Thậm chí là có những trận mà mưa to gió bão em đi nhiều cái đường, ví dụ em chỉ ví dụ cái đường Láng Hoa Lạc ngày xưa thôi, các bác ngày xưa lúc cái đường Láng Hoa Lạc nó chỉ đường một, em nhớ ngày xưa nó chỉ đường một, rồi sau đường đôi, xong bây giờ làm 4 lần đường. Đấy, thì bác biết rằng là nhào, mà lúc nhớ em nhớ đi trên cái trườn đê của nó mà gió mà nghiêng là xiết ngã đó, mà kính thì cũng rơi đấy, thời điểm em mới còn nhớ mãi là cách đây mười mấy năm về trước đấy. Cho nên là lưu ý rằng là mình nếu xác định đi đường trường đường dài hoặc hay đi phượt hoặc làm việc trên không trên cao thì các bác có thể nên thử những cái kính dây băng Ultraman 3 cầu mắt xanh đen G15 sản xuất thập kỷ 1960 thì đeo rất ok luôn, nó sẽ không bao giờ là bị rơi khi làm việc ở trên cao cũng như là các bác lái xe đi những cung đường trường phượt đường dài. Tức là mỗi một cái dòng kính của dây băng Mỹ họ sản xuất ra họ có cái tính ưu việt riêng về cả cái len của nó nữa, cái len của nó cũng tính. Chẳng hạn đây là con xanh đen G15 thì bác đi vào thời tiết ban ngày nắng rất ok, vì làm việc trên cao nữa thì nắng nó rất là chói chang, thì cái này nó sẽ cảm nắng rất ok. Và đi chi tiết nha, đỉnh cầu trên bên là dây băng US, cái này sản xuất thập kỷ 1960 nhé, bọc vàng nhé. Gầm cầu dưới thì BBL 1 trên 10 12K ghép, tất cả thông tin về kính đều ghi bên dưới rồi, yên tâm. Đấy, có này size 584 mắt xanh đen G15, đó là mã số 03, có giá là 7 triệu rưỡi, gọi là 7.500k nhé, giá là 7 triệu rưỡi nhé, gọi là 7.500k, bọc vàng, hàng thật bọc vàng sáng gương, hàng giả nhái nó chả để có đêm bao ngày. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bác ship, bác ship code chú là cọc 100k, và thời gian bán hàng em bán từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước em sẽ liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh. Vâng, rất cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại sau. Tạm biệt các bác.